Chào mừng tất cả anh em đến với Tuấn Ngọc.com, shop ạc giá rẻ uy vân tín luôn. Đây, cái shop ạc là ạc chính thức của mình Tuấn Ngọc.com, với tỷ lệ ra kim cương cực kỳ cao, không chơi là không trúng. Và ạc của nó là cực kỳ xịn anh em ạ. Nếu như anh em nào chưa có ạc xịn này, chưa có kim cương này, anh em vào ngay shop của mình nha. Và link shop mình sẽ để dưới phần mô tả và bình luận nha anh em. Và ok, hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay lại là Tuấn Ngọc đây. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ được xem một trận đấu có thể nói là rất lâu lắm rồi tôi mới bình luận lại cho anh em bóc blue. Và ngày hôm nay thì tôi sẽ mang đến cho anh em đó là trận đấu của bóc blue đấu với hội anh em giang hồ. Đấy, hôm nay hội anh em giang hồ đấu với anh em bóc blue ấy. Toàn là bom với cả lựu đạn thôi anh em ạ. Và chúng ta đến với ra đấu đầu tiên là lục bạc là anh em ơi. Ở đây đến từ vị trí của Khang. Đây là một tuyển thủ mới vào bóc blue, chúng ta xem trình độ của Khang như thế nào. Xem trình độ của người anh em mới vào bóc blue thế nào. Anh em khá quen thuộc với hình ảnh của anh em như là Tê Duy, Pu và Felix rồi. Thì anh em cũ của bóc blue thì ngày hôm nay chúng ta sẽ có một gương mặt mới, đó là Khang. Khang của bóc blue sẽ bắn như thế nào. Ra đạn khá là chưa vào người tí nào cả, nhưng mà không sao cả anh em ạ. Ôi, cái gì đây? Rồi Duy mất đi 50% máu rồi, trong khi đó thì ngay lập tức Felix đã phải nằm xuống rồi. Đến vị trí Tê Duy thì giao Tê Duy cũng đang phải hồi máu ngay và luôn anh em ạ, khá là căng. Tê Pu, đó xem nào. Chúng ta rất lâu lắm rồi chúng ta quay trở lại gặp anh em bóc blue. Chúng ta xem anh em bóc blue thể hiện như thế nào. Rồi xem là lâu rồi không gặp mà những kèo đấu của anh Tuấn Ngọc thì anh em bóc blue có bị xuống tay hay không này. Giá đạn khá tốt, là một người anh em ở bên hội này là hội anh em xã hội đen. Một người làm xuống đó là số 2, Vê Tông. Và tỷ số bây giờ là cân đổi đấy, 3 đầu vs 3. Và chúng ta đang có một cái pha là 2 hum 1 rồi. Anh em sang hồ đang hum một người ở bên phía quân đoàn Bóc Blue. Và đó, người anh em Bóc Blue phải làm xuống rồi. Đó là ai? Đó là Khang. Ngay lập tức Pu và làm xuống rồi, còn lại mình Tê Duy thôi. Và Tê Duy khó có thể chống cự được, khi còn lại một xíu máu. Và ngay lập tức thì hội anh em giang hồ đã giành chiến thắng anh em ạ. Quá hay. Hay đấy. Và ok anh em ơi, đến đấu thứ hai anh em ơi, đấu đầu tiên là anh em bóc blue khiến tôi khá thất vọng. Xem là đấu này anh em bóc blue có thể hiện tượng kỹ năng của mình không, nhưng mà ở phía bên này nó là Khang. Thế là Khang đang phải giao tranh khá là gắt này. Và Khang đang phải cuốn máu và tiếng súng đang nổ lên giòn giã. Tê Duy cũng đã phải cuốn keo và cuốn máu rồi. Có vẻ anh em giang hồ bắn khá gắt. Nếu chỉ Tê Pu thì sao? Tê Pu cần tức là cover, ra đạn là có, chưa được đạn nào vào người cũng như vào đầu cả. Tê Pu đang cố gắng là tấn công này, khá tốt. Tấn công như nào tôi chưa biết, nhưng mà tôi chưa thấy được đạn nào đam đến từ Tê Pu cả. Và đang đứng ở với khu vực ngoài keo để canh. Cũng lúc đó đến với vị trí Felix thì Felix là ngay tức hạ gục được một người hội anh em giang hồ rồi, đó là Sinh. Sinh đã phải làm xuống Tê Duy và Pu phải làm xuống rồi. Anh em giang hồ chơi khá gắt nha, chỉ có là một mình Khang và Felix thôi. Khang và Felix phải lối đầu với nào, bên kia là 3 người, 2 vs 3. Anh em bóc lù giờ này xuống tay quay à. Xem nào. Felix là Felix đang ở trong nhà rồi, cho mình một góc khá tốt này trong nhà rồi. Bây giờ lao ra ngoài để cover cùng với Khang, hai anh em kết hợp rồi. Đúng rồi, đi lẻ là lối chơi khá là sai. Bây giờ là anh em tăng cho nó kết hợp trở lại gặp hai người, một cân hai, một người nào vào đầu là có xử lý cực kỳ tốt từ vị trí Felix. Nhưng mà cái gì đến nó sẽ đến thôi, quá đen. Và Khang và Felix cũng đang làm xuống cùng một lúc rồi. Anh em giang hồ chơi khá là gắt anh em ạ. Và ok em, đến vào đầu thứ ba là anh em ơi, Tê Pu công lên với cái cánh phải, nó cánh trái anh em ạ. Cánh trái nó vẻ đang nhảy thăm dò rồi, cùng với người đi bên cạnh đó là Pu. À đâu, đó là Tê Duy. Cũng nghĩa là tôi thấy là hai thằng này bắn tất cả các kèo này được hợp với nhau khá là tốt. Nó vẻ như anh em bóc blue có vẻ này hơi xuống tay rồi, khá là buồn đấy. Và tôi đang kỳ vọng là những trận đấu tiếp theo anh em bóc blue có thể chiến đấu được. Đến với trí Felix thì sao? Felix đang cố gắng kết hợp cùng với Pu và Tê Duy rồi. Ba bộ ba kết hợp rồi, khá tốt nha. Rồi. Xem ở bên này là Khang. Khang đang lựa chọn cho mình là một lối đi là một mình anh em ạ. Đi một mình liệu thể hiện tốt kỹ năng của mình không, hay mà khi chỉ còn là mình 50% máu thôi. Gặp một người thôi. Ôi, căng. Zulu đi em ơi. Khá là căng rồi với Khang này. Ta mới chưa Pu. Ngay từ Pu đã gạt được một người, đó là Khang, đó là AFK LHK HKT gì đó. Và chạm cái là căng này, một người công lên rồi. 2v1 không trốn cũng què mà thôi. Công lên là Tê Pu, Tê Pu xử lý khá tốt nha. Công lên cường gắt và ngay tức một người phải nằm xuống ở bên phía kia đó. Tê Duy là làm rất tốt nhiệm vụ của mình nha. Đường đã phút đỡ từ vị trí Pu khá tốt. Trong khi đó Khang đi mình đã phải nằm xuống rồi. Tê Pu và Duy cũng đang cố gắng công lên, kết hợp khá nhuyễn nhuyễn, hai ông này kết hợp khá tốt anh em ạ. Rồi, đã trả cực gắt đưa đạn vào đầu, có đang có những đạn vào đầu có, và ngay lập tức thì hai ông này càn quét cả bản đồ, và ngay lập tức hồ anh em giang hồ đã phải làm xuống rồi em ạ, quá hay.
Và ok, anh em chúng ta đến với đợt đấu thứ tư anh em ơi. Căng 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 căng. Va chạm là có Tê Duy Đương ở đường đàn rồi. Xử lý cực tốt, múa keo cực kỳ hay đến từ vị trí của tuyển thủ ở bên phía đội Giang Hồ. Phá keo rồi. 2 cú 1 không chuột quẹo một đường đàn cua đến từ vị trí của Tê Duy và ngay lập tức một người đã bám xuống ở bên đội Giang Hồ rồi em ạ. Hay. Quá hay em ơi. Anh em Bắc Blue bây giờ bộc lộ này, khá tốt này. Căng này, căng này. Tâm vị trí Tepu thế nào? Tepu gan một người thôi. Đó là AK LH KT phải làm xuống. Bây giờ là 2v4. Bên này là L Bomb. Ui ôi, ra đạn khá tốt, được đạn vào đầu là có. Gặp Tepu bên dưới, gặp Tepu bên dưới. Hai đại ca giang hồ va chạm rồi. Rồi xem Tepu xử lý nào. Xử lý khá là tốt, múa keo rất nhanh, lẻ đạn cực kỳ tốt. Và ngay tức Vlog nó phải làm xuống rồi. V to làm xuống. Bây giờ còn lại một mình Bomb thôi. Chúng ta cùng xem Bomb xử lý như thế nào. Khi mà hai người ở đang công vị trí của Bomb. Bomb đang khá là rối loạn này. Rồi được đạn vào đầu là có, được biết đạn vào đầu không thể nào giúp Bomb có thể chống lại được. Anh em Bắc Blue 4-2 rồi. À 4 đều. Và ok, với cái đợt đầu tiên giao đấu của đợt đầu thứ 5 thôi anh em ạ. Và tức Tepu mang đi một lượng máu không hề đáng kể chút nào. Gặp một người được lại phun đỏ là có lên gì. Tepu vô xử lý cực kỳ tốt này anh em ơi. Một sự kỳ vọng của tôi bằng đã mang lại sự hy vọng trở lại rồi. Thì tôi vừa thất vọng với anh em Bắc Blue, nhưng mà bây giờ ngay lập tức thì tôi đã thấy sự trỗi dậy rồi. Lần kèo khá tốt, Tepu gặp hai người. Nên là phun đỏ là có một người nữa đã phải làm xuống ở bên hội anh em giang hồ rồi. Nên mà kèo khá dễ với anh em Tepu em ạ. Rồi còn làm xíu máu rồi và Tepu đã phải hồi máu rồi. Đến vị trí Felix ra, Felix đã công lên rồi. Nhìn một người lấp ló, đó là chú thỏ, múa keo khá tốt. Mà bây giờ người ta xem Felix công lên nào. Tepu đã tiếp tục là gạt thêm một người nữa rồi. Rồi hay, đường đạn loạn phun đỏ là có. Bây giờ nào, còn lại mình 60% máu thôi. Ra đạn rất tốt nhưng chưa phải phun đỏ. Kéo đâu, rất hay, không cần keo và ngay tức đáp trả lại cực kỳ tốt từ bên Felix. Quá hay. Và ok, chúng ta tiếp tục với đấu thứ 6 trận đấu này. Ui, căng, Felix cuốn keo cầm tốt, va chạm một người ở hội em giang hồ rồi. Ngoài lập tức Felix phải làm xuống, khá đen là Felix rồi. Đến vị trí Tepu, sao Tepu có lạo liệu được cao leo lên cover được cho Felix hay không? Tepu nó phải cuốn máu rồi. Đến vị trí Tê Duy thì sao, hội em Bắc Blue chơi khá là tốt. Và sự kết hợp khá là hay của Tê Duy và Tepu. Gặp một người, Tê Duy gặp rồi, ra đạn là có chưa được đạn nào sát thương đến từ vị trí Tê Duy cả. Người Tê Duy khá là sơ sẩy, đúng không, được đạn vừa rồi. Khá là khó với Tê Duy. Ra đạn cực tốt, được đạn phun đỏ là có đến vị trí Tê Duy. Hay quá, cuốn keo. Ra đạn cuốn keo cực kỳ tốt đến từ vị trí của Tê Duy anh em ạ. Đến vị trí Tepu thì sao, gặp một người lại là được đạn phun đỏ. Anh em Bắc Blue làm rất tốt nhiệm vụ của mình, khá hay. Bây giờ là 2v3. Rồi, Tê Duy khá đen đủ là phải làm xuống rồi. Hồi anh em giang hồ chơi khá là căng ở vị trí của Bomb. Chú thỏ đội mũ màu hồng đang phải cuốn máu rồi. AFK LHKT ngay tức va chạm với Tepu và cái gì đến nó sẽ đến thôi. Bởi vì Tepu khiến cho LHKT phải làm xuống rồi. Bây giờ chỉ còn lại một mình hội anh em giang hồ đó là Bomb. Có quả Bomb này có lổ được khiến cho Tê Duy và Tepu phải làm xuống hay không? Nhưng mà Tê Duy và Tepu là một cặp đôi cực kỳ hoàn hảo của Bắc Blue. Bây giờ thì Bomb phải đối đầu với cặp đôi hoàn hảo của Bắc Blue như này. Chúng ta phải xem như là Bomb tới đây hay không? Cặp đôi hoàn hảo này, nếu mà Bomb mà chiến thắng được cặp đôi hoàn hảo này thì gọi là quá là đỉnh cao em ạ. Rồi, làm sao để thắng được Bomb đúng không? Làm sao để thắng được anh em cặp đôi hoàn hảo Bắc Blue đúng không em? Quá đỉnh. Ok, em chúng ta tiếp tục với đấu thứ tư, thứ năm, thứ sáu và đấu thứ bảy. Chúng ta đã chính thức khởi tranh rồi anh em ơi. Là chúng ta cùng xem Tepu và Tê Duy thể hiện là cặp đôi song sát và hoàn hảo của Bắc Blue. Nào, ra đạn đi nào, Tepu ơi. Rồi, bên hội anh em giang hồ cũng chơi khá là cáo em ạ. Lé đạn của Tepu chạy Tepu khá là tốt. Đến vị trí của Felix thì sao? Rồi, đang có những con đường vây ở phía bên ngoài bom keo rồi, phá keo rồi. Và đây là loạt ca chúng ta được phép phá keo và được phép cứu người em ạ. Tepu, đó là khả năng của một người và một đường đạn Tepu. Ôi, phun đỏ từ vị trí của Tepu quá hay em ạ. Va chạm lần tiếp theo này, tuyển thủ tiếp theo đến gặp Tepu em ơi. Rồi lại là phun đỏ em ạ. Có phải là sử dụng phần mềm thứ ba không vậy? Bắn như thế này thì ôi ôi, quá hay em ạ. 5-2 rồi. Anh em Bắc Blue vẫn chưa bao giờ làm tôi thất vọng cả anh em ạ. Quá tuyệt vời. Và ok, anh em chúng ta cùng tiếp tục với đấu thứ 8 em ơi. Ngay lập tức Tepu công lên với khu vực sân giữa và ngay lập tức Tepu nó phải làm xuống rồi. Không phải làm xuống em, xin lỗi anh em, lại mất đi một tí máu thôi. Làm xuống làm sao được không em? Tepu thì gì là cặp đôi hoàn hảo, làm xuống là gọi là như rắn mất đầu của đoàn Bắc Blue vậy. Mà con rắn nó mất đầu thì làm sao có thể đi được đúng không anh em? Ngay lập tức Tepu xử lý cực kỳ tốt, đường keo đưa ra là co. Nhưng mà đường keo của bên đội bên kia anh em ạ, chứ không phải đường keo của Tepu. Rồi chúng ta xem Tepu thể hiện mà. Và tôi cực kỳ tin tưởng với Tepu luôn. Và hôm nay có thiếu sự góp mặt của Tây thì anh em Tepu cùng với Tê Duy làm việc rất là tốt. Trong khi đó thì Khang đã hạ gục được một người ở hội anh em giang hồ rồi. Đúng không? Chúng ta cùng xem là liệu anh em Bắc Blue có chiến thắng được với tỷ số là 7-2 hay không.
đường phá keo cực kỳ tốt nhưng mà chưa giết được ai cả, khá là buồn anh em ạ. Phá keo như là có người vậy, cắt đậy hoặc là diễn hoặc là những diễn viên chuyên nghiệp sấy là có cực kỳ tốt. Ôi giời ơi, rồi mở đi em. Rồi một người ở phía khu vực sân ngoài rồi, ra đạn cực tốt. Ôi ôi, nhảy xuống hố em ơi. Là Tê Duy tiếp tục thể hiện em ạ. Rồi một người lên và làm xuống, đó là ai? Đó là bom phải làm và làm xuống rồi. Bây giờ chỉ còn lại là một vs 4 anh em ạ. Veton xử lý cực kỳ tốt. Anh em giang hồ chơi khá là căng, không phải là dạng vừa. Mà bây giờ là bom phải đấu với bốn người Ton ấy. Veton xử lý với 4 người và 2-1 thì không chuột cũng què, các cụ bảo không bao giờ sai. 6-2 rồi và tôi nghĩ sẽ là 7-2 em ạ. Quá gắt anh em bóc hồ lu luôn. Em đây có thể là round cuối cùng em ạ, mà tôi tin tưởng anh em bóc hồ lu sẽ làm được cái kỳ tích anh em ạ. Ôi ôi, Temu với mất đi lượng máu là không hề đáng kể chút nào cả. Khi mà ngay tức kích của Alok thì máu đang đầy ngay lập tức rồi. Temu công vào trong nhà nhìn thấy một người xử lý cực tốt, nhưng đường đạn cũng đứng đường đi lắc léo của Temu thì xử lý gọi là ối dầu luôn em ạ, quá đẳng cấp luôn và gọi là khét lèn lèn, gọi là như là cháy ra điện rồi em ạ, cực kỳ gắt. Và ngay tức Khang phải nằm xuống rồi, quá đẹp cho Khang, một đường sụp khá là tốt. Và ngay tức ở đâu ra xuất hiện ông bom sấy như thế này thì còn ai sống được luôn em, quá gắt luôn ạ. Ôi giời ơi, bom ơi, ông bom làm quả này là uy tín luôn anh em ạ, quá uy tín luôn, quá gắt. Đến vị trí của trên nào thì bây giờ chỉ còn lại Temu và Tê Duy thôi. Cặp đôi song sát của Bóc Blue sẽ phải làm như thế nào đây? Rồi nhìn khá tinh đấy. Rồi bây giờ chỉ còn là cặp đôi song sát của Bóc Blue này. Cặp đôi song sát Bóc Blue này nhảy lên một cái là lại có đường đạn phun đỏ rồi, khá tốt. Và bây giờ Temu và Tê Duy, Temu đã hạ gục AFK rồi, bây giờ chỉ còn lại 2v3 thôi. Rồi quấn máu như thế này thì chết rồi. Hở ra một cái là anh em Temu và Tê Duy sẽ phải đưa ra sát thương luôn rồi anh em ạ. Ở bên là những người chơi ở bên đội anh em giang hồ cũng phải là khá là khó khăn khi mà gặp cặp đôi song sát này. Bom đã phải gặp phải Tê Duy, có vẻ như Tê Duy cũng khá là bối rối khi mà đây là có thể là đấu quyết định nên là khá là căng thẳng đấy. Rồi bình tĩnh nào, và anh tin em thể làm được. Tê Pu làm xuống, còn bây giờ gọi mình Tê Duy thôi em ạ. Tê Duy cân hai được không? Tê Duy anh tin em, quá hay anh em ơi, Tê Duy làm cực tốt anh em ạ. Rồi Tê Duy ơi, bây giờ còn lại 1v1 rồi Tê Duy ơi, vòng bom thu nhập khá là khó với Tê Duy. Khá khó, bình tĩnh em ơi, bình tĩnh thôi. Ui. Nhưng mà Tê Duy đã rất là cố gắng thôi, chúc mừng em. Tê Duy cố gắng, rất là thấy sự cố gắng của Tê Duy em ạ. Và ok anh em ơi, đúng là đến với round thứ 10 anh em ạ. Khi mà round vừa rồi mà tôi nghĩ là Bóc Blue sẽ giành chiến thắng nhiều mà không, một đường đạn phun đỏ ngay tức đưa ra từ lòng súng của Temu quá gắt luôn, lại bắn phải gọi là như sử dụng phần mềm thứ 3 đây em ạ. Bắn như này thì đâu cho Garena và check ạc luôn em ạ, quá uy tín luôn. Và các tuyển thủ của chúng ta của Bóc Blue là sử dụng phần mềm mobile chứ không phải là PC em ạ, làm gì có chuyện mà sử dụng phần mềm thứ 3 được anh em ạ. Quá gắt Temu rồi, chưa bao giờ làm tôi thất vọng cả. Sang vị trí của Tê Duy ra nào. Ôi chuột đâu nhảy, chuột đâu rồi anh nhảy, ai là chuột đâu rồi, ai là chuột đây anh em ạ, chuột đây. Đến vị trí ở đâu, chuột đâu rồi, ở đây. Đến vị trí Tê Duy ra nào. Tê Duy khá sơ sẩy là phải làm xuống rồi. Bây giờ còn lại cặp đôi song sát chỉ còn lại là một cánh tay phải thôi, cánh tay trái đã bị chặt đi rồi. Và bây giờ là xem là Temu thể hiện có trả thù được cho người anh em của mình không. Lao ra rồi, lại là những đường làm buôn đỏ xây như lại thì bắn gọi là ôi bắn như này phải gọi là cái gì nhỉ, cái lò gọi là điêu hữu nhỉ. Ôi không được rồi, không bắn như này tôi không có lời gì để nói luôn ạ. Nó quá hay, tỷ lệ vào người nó là 10% thôi anh em ạ, 90% còn lại là vào đầu. Như thế này thì còn chơi bời gì đấy anh em. Gì đây, khá là bối rối này. Bối rối đến mấy thì Temu là rất làm chủ được cái trận đấu này rồi. 7-3 rồi, chúc mừng anh em Bóc Blue và thắng không kêu tuông làn. Và anh em giang hồ khá đen, giang hồ thì khó mà thể thắng Bóc Blue. Bóc Blue màu xanh của sự chiến thắng. Và clip chúng ta tiếp theo kết thúc lên mọi người ạ. Và chúng ta đừng quên like, subscribe, chia sẻ kênh YouTube nhìn để thông báo những clip mới nhất cho mọi người. Bye bye mọi người.